Đây là một con mèo rất ngoan và em đang trèo lên trên cái bạt. Nó đang trèo lên trên một cái bạt. Mắt. Và con này có nhoèn à. Anh em nhìn bầu trời chưa? Đẹp chưa? Và các bạn xem video trên kênh Kitten Mèo VN của mình thấy thú vị đi thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ channel Kitten Mèo VN nhé. Đây là mèo Candy, một bé mèo Bichoco. Đang đi tìm hiểu xung quanh. Đây là khu vườn nhà mình. Chạy ra chỗ đông ngói. Các bạn xem video trên kênh Kitten Mèo VN của mình thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ channel mình nhé. Kitten Mèo VN. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.